Hello, xin chào các bạn, mình là Kiwi đây. Hôm nay thì mình sẽ vẽ một cái váy nào đó nó hơi hoành tráng một chút. Đầu tiên là mình sẽ phác thảo bằng bút chì. Thì giai đoạn phác thảo này thì mình sẽ vẽ nhạt thôi ha, tại vì nó chỉ là phác thảo thôi, lát nữa thì mình còn lên màu nữa mà. Bây giờ thì mình sẽ lên màu da trước. Thật ra thì mấy bạn lên màu chỗ nào trước cũng được hết, tùy thích nha. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ lên màu cho chiếc váy này. Ban đầu là để định hình trước chỗ sáng, chỗ tối cái đã. Cái váy này sậm màu cho nên là lớp đầu thì mình pha hơi nhiều màu xíu. Kế đó mình sẽ lên màu đen cho phần áo nè. Đây là một mẫu thiết kế rất là quyến rũ. Trên váy thì những cái lớp trước đã khô rồi thì mình sẽ tiếp tục tăng đậm lên ở những cái vùng tối hơn. Và bây giờ thì sẽ thêm chi tiết. Vẽ cái này thì tốn nhiều thời gian thiệt á, nhưng mà lâu lâu kiếm cái gì đó thử thách chút xíu để vẽ cho có cảm hứng nha. Chúc cả nhà vẽ vui, bye bye.